Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper và phu nhân làm thiệp chữ nổi gửi tới trẻ em khiếm thị ở Việt Nam nhân dịp năm mới Quý Mão. Một đoạn video được Đại sứ quán Hoa Kỳ đăng trên trang Facebook chính thức hôm 22 tháng Giêng cho thấy ông Knapper cùng với vợ làm thiệp chữ nổi với sự giúp đỡ của hai người khác. Hai học sinh khiếm thị đã nhận được thiệp của ông Knapper, một em dùng tay đọc nội dung mà ông hy vọng các em có một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân. Đây là cái Tết thứ năm mà tôi được đón ở Việt Nam. Năm nào tôi cũng gửi thiệp chúc Tết cho bạn bè và người thân của mình và mong ai cũng đọc được thiệp, ông Knapper viết, theo Đại sứ quán Mỹ. Chúc các bạn một năm mới Quý Mão mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc, vẫn theo lời ông. Ông Knapper trở lại Việt Nam trên cương vị đại sứ đầu năm 2022, sau khi có một thời gian làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đầu những năm 2000.